Linh đã đến rồi thì một khi Linh về thì cảm thấy biết trong cả nhà cảm thấy nhớ nhớ nhau lắm. Không nhớ nhé. Biên cương lá rơi tung lạc mơ, đường dài mình hồng em ngắm đến nơi. Hãy nước cần nước mình mát về chia chung tình. Đã đến với kênh Hương Mã Non nha. Chào cả nhà. Đây thì sau khi cha mẹ con với vợ chồng cô Linh và vợ chồng cô Vinh mình đi xuống với Vĩnh Châu mình giữ đám giỗ miền Tây đây. Thì bây giờ cũng đã về đến nhà. Thì hôm nay gia đình con vẫn sẽ quay video clip gửi đến cho quý ông bà cô chú cùng xem. Thì mình đi về cũng sớm đó, mấy nhà mình đi về mới hơn 3 giờ rồi. Nhưng mà do ở chỗ Liễu hiện tại là ngày nay cúp điện ở nhà. Hiện tại giờ là hơn 6 giờ mà vẫn chưa có điện nha. Thì chiều nay ông Liễu về cũng chuẩn bị vài món ăn nè để mà để anh chị em, giống như là anh Vinh, anh chị Vinh và hai chồng em Linh ở Sài Gòn. Thì hôm nay cái lóc này thì mình sẽ nấu cháo nha. Nấu cháo mình ăn rau đắng nè. Còn cái số lương đồng này á, Út Cường cũng mua. Thì mấy ngày nay cũng do Út Cường có lỗ mũi không khỏe ha cả nhà. Thì mình cũng đặt mua của bà con ở đây chứ Út Cường không có đi, không có đi đặt chấm nha. Thì lương này thì Linh sẽ nói là mình sẽ nấu muối hột. Nấu muối hột và con bự bự nè. Còn có số nhỏ nhỏ thì Linh cũng sẽ nấu cháo luôn. Út Cường á thì đi chợ cũng mua nấm gơm mà cả nhà, cũng tối rồi đi mua không biết có hay không. Thì mình mời cũng mời cả nhà theo dõi clip của gia đình hôm nay mình làm những món gì để vợ chồng anh chị Vinh và vợ chồng em Linh Sài Gòn nha. Hôm nay nếu như video clip mà có bị tối thì cũng mong ông bà cô chú thông cảm nha. Cúp điện cả nhà, cúp điện mấy chừng nào có nữa. Thì trong kia thì gia đình em Linh cũng đang làm cơm, thì hôm nay thì vợ chồng Út Liễu với gia đình em Linh cũng có đi đám giỗ ở nhà Trái Trang ở Vĩnh Châu. Thì anh chị cũng có gửi cho một ít là tôm thẻ nè với cua biển. Thì những tôm thẻ cua biển này làm món gì thì mời cả nhà xem em Linh làm món gì nha. Dạ, mời quý ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi tiếp nha. Hai món này. Ở đây thì là ít tôm mình nãy ở dưới Vĩnh Châu á cô Linh. Đúng rồi, này tơ tươi quá. Dạ. Chị xui của cô Linh cho. Chị xui hả? Chị xui. Cô Linh đi xuống Vĩnh Châu cái có xui luôn rồi. Nói đây cô Linh có xui rồi đó cả nhà ơi. Đây tôi làm tôm có bà xui nè, xui ơi. Xui bà kia. Cái tôm này nhìn ngon quá cô Linh. Đúng rồi. Thư gói. Không. Nhìn bà xui của cô Linh còn ngon hơn nữa. Dạ. Giờ nè đó làm tôm bà xui nè đó. Ăn với là một thẹt. Mình ăn thế nào, ăn sống tái cô. Đúng rồi, còn cô Vinh à, chịu không nổi, tươi quá cô Vinh á, để kho tàu ra mặn á, ra mặn á nè. Dạ, cái này mình làm hai món. Đây là cả nhà, đi xuống với Vĩnh Châu thì mấy chị, này là có chị Dung nha. Chị Dung với anh Minh thì cũng có cho Út Liễu mới là cô biển nè. Thì cô này cũng do cua của Dung nhà chị câu được. Dạ. Rồi chị cũng gửi về cho mấy anh em để mình làm cái bữa ăn hôm nay. Cô biển. Con nó vàng quá nè. Con nó chắc thật lắm. Cô này thì chắc cũng cua lửa đó. Cua y cua lửa chứ không phải là cua gạch nha cả nhà. Cua y, chị nói là cua y thì cua này thì cũng chắc thịt dữ lắm. Không có điện, mình gọi cái đèn. Bên đây thì cái này là này của Út Trinh đúng không? Phá của tôi nè. Út Trinh đúng không? Đúng rồi nè. Này là của xui của em Linh nhà, Linh Sài Gòn. Bây giờ mình làm tôm xuống mùa tạt nè. Trinh ơi. Trinh đó, tôm. Anh gọi tên em. Nè. Tôm của Trinh nè. Tôm của Trinh đó. Bà xui làm cái này nè. Thấy chưa? Gì nè. Mình làm cho nó là đẹp đẹp để mình ăn mùa tạt nè, thấy không? Wasabi. Đó. Tái chăm. Đây. Có tái chăm không? Có chứ. Có hả? Có luôn á. Tự nhiên nhìn bà xui mà muốn ăn tái chăm không? Đây. Được. Đẹp đó cả nhà. Nên mình sẽ ăn món là tôm thẻ tái chăm ăn wasabi nha. Hay không?
thấy rõ dạ thấy. Nãy giờ một đống ở đây nè. Bắt Năm á là tính làm phụ mà bắt Năm nó sao tao chọn sao tao làm đó được cho mày. Rồi bắt Năm đứng lên giùm con, bắt công lát hư mấy con tôm của bà Xui để chờ đẹp không. Theo bắt Năm, bắt Năm cũng muốn làm phụ em Linh nhưng mà có Năm không biết làm sao mà để được được cái con tôm như vậy cả nhà. Được bắt Năm đứng bằng bên ở nhà mình có giấy bạc không? Có, lấy giấy bạc đi. Rồi ok, không lấy được. Đây 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 còn à, cô Vinh nè. Chị Vinh làm gì đây? Chị Vinh làm gì? Âm thầm chị nói sao không? Một vỏ để đặng ram ram mặn nha em Linh, để ram tép mỡ gì đó. Còn nói sao không? Cho thêm mấy con dứa nữa nha, ăn với khơ không biết gì. Cô dứa. Cô dứa. Rồi ok, gói cô dứa Linh Sài Gòn đem xuống. Này cái này à, thôi chị ăn đi hết rồi, em gửi cho ốc liễu. Nè quăng bậy nè, đó lột đi rồi cái vỏ quăng qua đây rồi cái thịt quăng qua đây. Okay, nãy giờ này bị mũi dạ, chích. Xin okay, lỗi. Chạy đi chợ mua nấm gơm mà cả nhà. Giờ cái này lính mới rồi, chỉ có xuống chợ để ngải thì mới thấy lính mới. Cái này lính mới là. Mua miếng nấm gơm về mình nấu bữa nay mình đã sẽ nấu cháo cá lóc ăn rau đắng nha. Do chế Vinh yêu cầu nữa. Chế Vinh nói là chế Vinh có đầu là đủ rồi. Thèm cá lóc. Mà đặc biệt là cá lóc đồng nha. Bữa nay là sẽ nấu cá lóc đồng. Làm sao? Đây. Làm sao? Lấy chỉ ra cái đi. Rồi. Đó. Làm sao? Mình bắt bông nè, thấy không? Bắt Năm đấy. Nên Năm dạ, dạ bắt Năm chọt đi đâu. Thôi bắt Năm khỏi chọt, bắt Năm trả lại cho con. À, thẩm này. Quá trời đẹp. Thấy chưa? Nói chứ đó cũng một nghề vậy lắm đó. Thế để mình coi có với bạn. Ở đây cấp điện cha con phải mua cây nước đá vậy luôn nha. Mà không có đá nhiều nữa. Xin chào cả nhà. Ở đây cấp điện nơi này đâu có máy nào đâu mà cắt ra được đâu. Phải mua nguyên cây về. Dạ. Rồi mình về mình chặt ra. Bác Tư phải chặt ra cái đá nữa. Này cấp dữ quá bác Tư. Ừ, cấp quá trời. 6 giờ sáng rồi, giờ 6 giờ mà chưa dạ, có. Chưa có điện nữa. Quá trời. Không có mưa trời nắng hầm mà giờ nước đá thì cũng không có uống. Phải đi mua mà ít nữa. Sáng rồi nó đâu có chạy được. Dạ. Vậy mà chơi được tới khuya không à? Cô lên. Ở đây một người làm, một người quạt, người gọi đèn. Ủa người quạt nữa mà. Dạ. Thấy cô Linh sung sướng không? Đây, xong một dĩa nè. Đợi mẹ con đem một dĩa nữa. Dạ. Rồi, chưa gì con thấy là thấy ngon rồi đó nha cô Linh. Không biết ngon mà vụ được ốc Tấn lên nữa. Dạ. Rồi ốc Tấn chào cả nhà luôn nha. Đi đám cũng ốc lên. Tới gần nghe nghe, nghe tơ mà chạy lên đó nè. Giờ này chưa có điện nữa cả nhà. Cái lóc nè mình cũng làm mà mình rửa để ráo rồi nè. Rồi mình sẽ xào nha. Mình xào cho nó thơm. Cũng vàng rồi nè. Giờ mình sẽ cho cá nha. Cá với lươn nè. Để mình rửa cháo lại. Rửa cá luôn nè. Chị Vinh thì về đây thì cũng muốn ăn cháo cá lóc đó cả nhà. Có điện rồi cả nhà. Thì kiểu giờ cúp điện mình cũng bắt sẵn nồi cháo lên nè. Cháo nó cũng muốn nhừ rồi nè. Thì mình sẽ cho vô cái gia vị nha. Đường muối bột ngọt. Mình sẽ nấu cháo cá nha cả nhà. Cái số lương đồng với cá lóc đồng nè, mình cũng xào cho nó thơm này nè. Giờ mình sẽ cho vô. Do chị Vinh về đây thì cũng muốn ăn thử cái cá lóc đồng mình nhúng rau đắng đó nha. Nhưng mà tối ở Cường cũng không mua được nấm gơm. Thành ra mình chỉ hái được rau đắng với mình mua được ít hành thôi. Mình cũng làm muốn làm để cho anh chị ăn thì tháng chiến về Việt Nam lần này chơi thì mình cũng muốn cho anh chị thưởng thức cái món đồng quê của mình nha cả nhà. Nãy quay tối với ông bà con chú không thấy rõ ông cua chứ đây có điện rồi nè. À, rồi mình lấy số cua này ra rồi chắc mình luộc cái nha. Này đi ăn đám giỗ mà về còn có quà nữa nha. Quà Vĩnh Châu. À, lần nào về cũng vậy. Hay là anh Bảy chị Bảy có lên cho đây cái gì, Bảy Phùng cũng lên cái gì cả nhà, cũng hay có cái ảnh lên cái lần nào cũng cầm đầu lên cho nhóm. Bởi vì đi Úc Cường á, đây cây nhà lá vườn á, đi anh Bảy về á, đi Úc Cường vẽ những cái cây trái trên đây cũng gỡ về dứ. Tại vì dưới cây trái thì cũng hơn hiếm. Dạ, ở dưới tại nước nó mặn á chà. Nước mặn á. Dạ. Linh, hồi nãy anh nói là dừa á Linh. Thôi. Ở dưới nó bán, nó chở xuống dưới 60-70 ngàn dưới. Dạ. Phải rồi, chắc lên trên cưng nhóm có cả trăm mấy quá. Trên em là 15 ngàn. 15 ngàn trái phải không? Rồi nó bán 100 mấy. Rồi. Dưới quê Hưu có mua có 2 mấy ngàn à.
Hôm chị đi Nha Trang là 25 ngàn trái đó, trên chùa á. Dạ, đó chả. Ừ, trên chùa, trên đỉnh. Là một chục đó, chục ra 200 mấy luôn cả chị. Ừ, mình hôm ta mua có nọ nhưng chục có 2 mấy ngàn không chị? 2 mấy ngàn. Dạ. Chục đó đây là như 12 trái. 12 trái. Dạ. Mà đi xuống tới Vĩnh Châu thì lên trăm mấy, còn lên Sài Gòn lên 200 mấy, 300 mấy. Dạ. Rất khi là một lát mình bỏ vô cái nồi lẩu á, biết rồi nhưng mà bỏ thì nhìn ngon quá cha. Nhìn cua. Cua này cũng chắc. Dạ. Mấy con cua này nè, mấy con này, mấy con cái này là gạch nè. Nó vàng hết cha. Mấy con cái là gạch. Dạ. Mấy con cua gạch. Dạ. Mấy con cua mà cái mai nó dưới này nó no nhìn là cua gạch đó cả nhà. Dạ. Ngồi để trong nhà để nhôm lấy. Này cái này mình gửi ngồi hết nha. Gửi hết lên đây cho nó mềm ăn. Cô Linh sẽ làm cái món này. Lương làm cái gì vậy cô Linh? Nấu muối nè. Dạ. Giờ mình bỏ tỏi vô đi. Giờ bỏ hành tím. Vậy là bỏ ớt. Nổ muối là phải có muối. Này lại mình được thưởng thức thêm một món mới nữa nha. Nữa dưới quê con Lương thì hơi là nấu cái gì lá cách nha mẹ. Ừ. Dạ. Cái này không có cần mà nêm nhiều lắm. Nêm sơ sơ tại mình còn chấm ớt nữa. Giờ xíu bột ngọt. Trời, này có món mới trời. Giờ mình sẽ massage chân Lương. Đúng rồi. Cho em cái hộp muối hồ bên còn. Anh qua đó lấy được muối rồi. Muối nhiều lắm. Massage cho nó đi. Trời ơi, Lương này nó chính công luôn nè. Dạ. Nó ngon gì đâu. Nó vàng. Đúng rồi. Ngon quá. Công Lương đồng. Ừ. Cái cơm cũng đặc của mấy chú ở đây nè. Dạ đây. Đổi ở đây giùm em. Nhiều không? Hai bịch đó. Hai bịch này quá. Anh cho em bảy xả cho em. Không bịch được anh ơi. Xả đi. Cho em xả đi. Xả em lấy gốc không phải không? Lấy cây luôn. Lấy lá luôn. Á trơn của người ta không? Cái này cái nhà. Lương với cá lóc mình cũng bởi để cho nồi cháo rồi nó chín rồi nè. Em đi làm gì nữa sao? Mình gấp. Em làm món gì với em? Mình chọn những con lươn vừa vừa mình nấu cháo, còn những con lươn bự thì để mình cho lươn nữa nổ muối hộp nha. À, cái này có lớp lòng á. Mình sẽ để một lớp muối ở trên mình để xả. Để con lươn vô. Trời ơi, sao cho tôi về quê tôi ở đi trời. Tháo lẹo. Tôi là phải gái dưới quê mới đúng à. Ăn nó mới ngon. Ngon là một chuyện, đẹp là một chuyện đó. Đúng là... rồi. Ngon là một chuyện, đẹp nữa. Dạ. Tá cháy bồ chát. Có một chuyện không? Cái số cua chị Dung cũng tặng cho mấy chị em này đó nha. Giờ mình đem về mình chế biến món ăn nha. Mình cho vô nếp gia vị nè. Mình cho ít này là châu găm. Găm ở nhà có liễu nhà tốt nè. Bữa nay mình sẽ hấp cái dừa nha cả nhà. Mấy em cũng để chơi nè, mình làm hết luôn. Để mình đãi cho mấy em ăn. Mình có gì đãi nấy nha. Cua Vĩnh Châu. Cua biển Vĩnh Châu nha cả nhà. Mình cũng làm xong cái món cá lóc, cháo cá lóc rồi. Thầy Linh cũng đang làm cái muối nè. Món là lươn lẩu muối hộp nè. Thì mình xong rồi mình sẽ dọn cho mấy em ăn. Cũng tối rồi. Kìa mấy giả ra kìa. Đây cũng có sự hiện đạo cả nhà. Kênh Hương Tóm Miền Tây đi nha. Đi coi vô coi cây bữa nay Hương Hoa Non làm món gì đẩy mấy anh chị em mình đây. Cô Linh con làm mồi đặc sắc không mà Dượng. Vậy đó hả? Dạ, ngay Dượng vô xem ngay đây làm món gì nha. Mới đi ở xa Dượng nghe mùi là thèm chảy nước miếng rồi. Chết luôn. Để đại gà nhông vô một sáng niềm hôm không. Hồi chút xíu đó là trong ông đủ ông được chết luôn. Cái nghe gần hết khăn mà biết đó, mà nghĩ đây nhà bà vợ đâu có hết đâu. Bỏ tả ra rồi đấy. Đây là món gì đó cô Linh? Tép ram để tới cuốc ba xuôi của cô Linh. Cuốc xuôi tùm lum hết trơn. Cuốc trên nói là cái gì mình với diễn giả rồi làm chơi với lên Sài Gòn này nè cô Linh con đi xuống Vĩnh Châu chơi có xuôi luôn rồi đó nè. Rồi vui quá trời. Xin lỗi. Cho thêm đường nữa. Xin được. Mình xào lên cho nó thấm gia vị nữa. Mình cũng nấu cháo nhiều cả nha. Mình múc cá ra nha, giờ mình sẽ múc vô. Để mình đem ra cho mấy em ăn nha.
do cấp điện á, thành ra nhóm quay hơi tối cả nhà, cái là chiều nhóm đi đám giỗ giờ cũng sớm á, mới có 4 giờ à. Mà do không có điện thành ra mình không có làm gì nữa trơn cả nhà, tại vì cấp điện thì cấp nước luôn á, cấp nước ở thì mình không có nước để mình rửa tôm rửa tép gì trơn. Mình cho hành lá nè, mình cho vô tiêu, mình cũng cho thêm là hành phi nha, hành phi chị Tư, chị Tư Sài Gòn. Rồi Cường Bưng à, hành phi biết hình này là lương lương nổ muối hộp nha. Rồi vậy gãy không, gãy không, gãy không nô đi, không có gãy đâu. Ngon quá vậy đó nha, mình để nguyên con vậy cho nó mềm nha. Này là lương đầm, rồi gãy rồi gãy ngồi ra ngoài mình khỏi vẻ. Cái gì cũng trả lời được. Cô Linh nó là cái gì cô cũng biện hộ được hết. Sỏng không sỏng vậy cả nhà. Chả treo lắm. Lương này mình ăn với nó chấm gì Linh? Muối ớt. Muối ớt ăn nãy đó. Nóng á. Có món mới nữa đó cha. Món mới. Ta nói cá lóc quá mình nổ một hộp gì cũng ngon lắm này Linh. Bữa nào mình làm thử. Bữa nào làm thử nữa. Đây là cô Biển bên này đó nè. Cô Biển mình sẽ hấp thịt dừa rau găm nha. Nó cũng chín nè, mình sẽ gấp ra để mình đem ra cho mấy em đem ăn. Mấy em thì còn lại cũng đủ rồi đó nè. Con cua á, mình muốn hấp á thì mình cho nó vô đáo cho nó xỉu nha cả nhà. Mình hấp nó mới còn được nguyên ngoe nguyên càng. Chứ nếu như mà nó còn sống mà mình để thì mình hấp á thì trong lúc nó dãy dụa thì nó sẽ xuất ngoe xuất càng trên, con cua nó trụ lưỡi à, nhìn nó không có đẹp nha. Này thì chị Dung cũng để vô đáo nè cho cua nó xỉu hết á. Rồi chị Dung mấy đóng thùng chốt liễu mình ra về mình hấp lại thì con cua nó còn nguyên, nó sẽ đẹp hơn. Cua này thì cua dương nhà của chị Dung nè, chị Dung bắt được á, chị cho nhiều lắm cả nhà, cái này có cỡ 20 con đó. Mình đem ra cũng lấy cho anh chị nè, cái lại chơi cũng còn ở chơi nè, mình ăn xong mình cũng chừa cho có nguyên có nguyên vài con. Mâm cua chất lượng cả nhà, muốn chụp hình không để cho tấm chụp ốc thấy rõ không, thấy rõ không, thấy 1 2 3 1 2 3 rồi thì chụp tấm luôn á. Đó rồi. Chào cả nhà nha. Bữa nay cũng có các cháu bữa nay gom lại chơi cả nhà. Bữa nay ông nội của Thổ Nguyên bữa nay mắc hành giá rồi, bữa nay chúng ta chắc cả vài lon được nha. Chào cả nhà mình nha. Bữa nay cũng uống với ông nội Thổ Nguyên nha. Chào. Gia đình cũng đi với Vĩnh Châu về thì bác anh chị cũng cho là tôm nè, Linh sẽ làm món tôm tái chanh để mình chấm bồ tạc nha cả nhà. Rồi bên đây thì đậu tôm thì lương Linh chiên chiên giòn thôi. Còn bên đây thì chị Dung cũng gửi là này cua Biển nè. Còn đây là tôm Dung cũng lột ra để mình giống như mình ram với tép mỡ á, mình làm thêm món nữa cả nhà. Đây là cháo cá lóc, cá lóc với lương đồng nha, cá lóc đồng với lương đồng đang cả một lần vô nè. Bên đây thì là lương nổ muối hộp nha. Quá trời với giới thiệu mùi mà không ăn với chúng em. Uống với chọn cha ca nè. Vô. Anh chị. Vô. Vô. Mời nó chị Vĩnh Châu. Có cười cũng mời anh chị với Vĩnh Châu nha. Giúp anh chị bảy phùng. Ăn đi nha Trang. Dạ. Anh Tư chị Tư. Uống với gia đình em một ly nha. Trời đang nóng làm miếng bia dễ khát kìa. Quá trời ngon, chồng bữa nay lái xe hà không uống rồi, bữa nay uống ngon không? Dạ. Ngon chưa? Ngon rồi, nó vô nó sâu sâu. Bây giờ mà mấy anh em đi chưa mặn rồi, chú uống cho đã rồi về. Có nghe nằm giỏng không hả? Để em đâu vậy đó trời ơi. Đường muối này. Dạ về cha con cho uống bồn. Hôm nay về này ăn bồn cho. Này ghé vô chín lên. Này 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 này. Đây luôn nè. Bây giờ con hai chắc say rồi quá. Ghế em ghế không? Ghế em.
hai con nữa đó. Bữa nay cũng đi đáp với Vĩnh Châu nữa. Đi mà đi về còn thấy ghê hết á. À, vậy là bữa nay đi xe đâu, đi xe xe đâu. Đâu. Dạ thì bữa ăn gia đình của mẹ non cũng đã làm xong. Thì cũng xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng chung với gia đình Hương Mẹ Non nha. Chào cả nhà. Chào bữa tối với gia đình Hương Mẹ Non cùng mấy anh em nha. Thì bữa nay là tiếp tục đi hành trình đi ăn ké nữa cả nhà. Có cô kia hỏi là hôm bữa hai chồng của mình lên ra ăn cơm rồi sao tới tối không thấy rồi. À, bữa đó thì gia đình của Nguyễn Giả đi Tú Điềm chơi với lỡ hứa đi chơi với bạn á cô. Rồi bữa đó thôi thác hứa giúp Út Liễu ra chơi có ăn tí rồi đi Tú Điềm. Và rồi tới cỡ khoảng tối nha chị, ở 9:30 có về ghé Út Liễu chơi tới 12:00. Bây giờ mình lên 9:30 cũng về tới rồi cũng ghé chơi cả nhà, nhưng mà do lúc đó điện thoại hết pin luôn thành ra Út Liễu không có quay cho cả nhà xem, chứ chị em không có bỏ nhau. Bây giờ là phạt với cả nhà mình đi ha, nên mời cả nhà mình đi luôn nha. Vô bên chị em ơi, 1 2 3 vô. Chị, mình nếu thôi hả chị? Màu vàng mới ghê ta. Bữa nay có bữa nay. Nay được nâng cấp rồi đúng không? Màu vàng hả? Mà hai đi với Vĩnh Châu vậy còn một hơi si hay sao á? Xây xe. Không, hai xe chịu nổi. Xây xe. Xa khoảng 4 mấy cây số cả nhà. Hồi nãy bỏ hai xây xe nha. Đi về rồi chừng ra tối rồi. Đồ ăn của mấy anh chị ở Vĩnh Châu chuyển lên cũng gửi ra em giờ làm quả Tiểu Kiểu cũng làm mấy món nè, rồi Linh cũng biết những mấy món ăn cũng chân giả thôi cả nhà. Anh này là bé Linh đó. Làm gì bé Linh? Tôm mù tạt. Này là tôm mù tạt đúng không? Cái này là chắc ngon dữ lắm. Anh bắt một con bỏ vô đây. Bắt một con. Bỏ vô. Lăn nó đi. Lăn. Dạ cười nha. Lăn vòng vòng đi. Ăn rồi cười nha. Cười trước đi. Cười cái này đó hỏi. Ủa kêu Linh kìa Quyên mà chị. Vậy đó chị lăn vô ăn đi. Là sắp lên mình ăn mình cười đi. Nói chung hay là ăn đi. Vậy là ăn. Dạ ăn rồi đó. Dạ ăn rồi. Đúng rồi. Biết rồi. Đây ăn đi. Rồi Quang nói thôi. Mình không phải ăn miếng hành quá là. Rồi bỏ đũa xuống đi. Bỏ đũa xuống đi. Bỏ đũa xuống đi. Rồi dỗ cái đùi tôi nè. Dỗ đùi tôi nè má. Thôi dỗ đùi chị đi. Trời ơi nó ngon cả nhà ơi. Trời nó đã à. Không, nó ngon thiệt. Lên nó gõ mũi chưa? Chấm. Lên nó gõ mũi chưa? Cảm giác sao nói thật lòng đi. Vụ nước mắt ơi. Nồng rồi. Cả nhà giờ nói thật lòng, cả nhà nước mắt nó muốn tuôn. Không mà ngon mà Linh. Ngon. Rồi thử cái này nữa, một cái đầu này nữa. Được vậy hả? Đây. Bóc mới ngon. Bóc ngon hả? Đúng rồi. Bóc nó ngon nha cả nhà. Em lên nó bóc nó ngon. Rồi hai chén xuống lột đi. Lột hả? Giờ đẩy cái dĩa cua này lên trước đi. Cái này là em lên đầu độc nè. Em lên chỉ cho Nguyễn Giả ăn nha cả nhà. Sao thế nào? Đầu độc cho nó ghiền nè. Cái thấy Nguyễn Giả nó làm gì đâu mà nghiêm trọng quá vậy. Để giờ thấy em nha. Tôi đúng không? Lăn vòng. Lăn đúng không? Lăn cho dính đồ tạt cái kìa. Ngon lắm. Để ăn coi có vỗ đùi giống cua trẻ không? Không, cô đùi. Vỗ đùi mở hai rồi. Ăn nha nha. Ăn à. Không, cái đùi chị á chả thái chanh. Giống bồ tạ. Bỏ cái đùi ra nha. Vỗ đùi cha kìa cha sau lưng kìa. Đừng nói chuyện. Quậy đây. Cắm cái hành đây. Vẫn còn hành vô. Ê, ăn cười. Đừng có nhân mặt. Cười coi. 2, 3. Cười. Nuốt cười đi. Ngon không chị? Cái đùi đâu? Trời hết hồn nha cả nhà. Vỗ làm bậy là chết rồi. Hên là ngồi người Mỹ là như nè. Mà cả nhà ăn cháo cá lóc đồng nha. Cốc liệt bỏ cá luôn đi. Bỏ cá bỏ lươn. Ngon không?
ăn tôm đi chị hai. Cá thì nãy mình nấu chín thì mình cũng có gấp ra cho nguội nè, giờ mình để cho vô cho nóng ăn nó mới ngon vậy đó nha. Hai tôm chợt nó có cá lóc động, có ăn tôm giùm đi. Cá lóc để em, để cá lóc đi em hả? Rồi tôm cua ăn mạnh mạnh như đi để cá lóc còn với tôi. Thầy nhà nghe tôi ở nhà nha, uống ăn cháo rồi đây con, lấy chén nha. Mai chị. Rồi. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô. Chú Sáu là với anh em. Thì đây là cũng hai người bạn cũng cùng quê ngoại với ông Diễu cả nhà. Cái này thì cũng theo hai đứa em xuống đây chơi. Do xuống mà chịu giờ mà do cúp điện á. Thành ra bữa nay mình dùng bữa là tiệc hơi trễ. Dễ mà vui. Ngủ mà vui á. Cái gì ngoại? Cái gì ngoại? Tới luôn. À, bên cái nhà còn không, cái đó là vườn ở dưới này thôi. Nhà kia xin gặp bạn. Em nghe nói thôi chứ em cũng không biết. Cái cua thì anh bên Bảy Tùng cùng cũng có gửi cho gia đình làm về, mình cũng hấp rau găm rồi mình hấp nó dừa thì mình cũng mời cả nhà nha, cua với gia đình nha. Bắt được con bò con nha. Cua thì gần to không được bự không, nhưng mà nó rất là chắc cả nhà. Em cũng mời anh chị Bé Phụng rồi luôn, em mời luôn cả mấy em ở Vĩnh Châu nha, anh Minh và chế Trang nè, chế Bé nè, Út Chinh nữa, thì ăn cùng ăn cua hấp nước dừa với hấp liễu nha. Thịt nhiều mà nó rất là ngọt nha cả nhà. Được rồi, có gần 3 2 3 vô. 2 3 uống. Mình giả mời cả nhà nghe. Đố Út Nhí như vậy chứ giờ cô giả Út Nhí rồi. Anh cho ý kiến cái gì đó, cái gì? Ý kiến hả? Ngoài không phải là ý kiến nhưng mà gì? Nhận xét về một bữa tiệc nhỏ nhỏ bữa tối của mình hôm nay. Vậy đó hả? Thì nói chung á thì để nói bữa tiệc hôm nay, bữa tiệc nào có em Linh thì đều có những món ăn ngon, mà nó rất là nhiều món ăn luôn cả nhà, mà món nào cũng ngon á. Nếu em Linh làm mười mấy món giờ vẫn hết mười mấy món chứ không còn món nào còn cho cả nhà. Em Linh là số 1. Mãi đinh, mãi đinh, mãi đinh. Cái nó đậm đà luôn. Bánh mỹ. Ăn cái mít non này nè cả nhà. Nó chát dữ lắm. Nhưng mà mình phải chấm muối là thành nhiều nhiều muối với nó cay vậy nha. Mình ăn vô thì cảm giác nó chát nhưng mà ăn một hồi nó rất là ngon, nó có cái hậu mặn mặn chát chát. Đúng chứ. Cái này do là mình ngâm nước đá nó lâu nó mới bị đen chứ không phải mất cốt cường bị đen. Cái này do ngâm nước đá nè. Vậy đó hả? Chứ cũng xanh mà nó lạnh quá nó tái luôn. Ngon không, nhưng mà ăn cái này á có muối vô á ăn mấy ngon. Ngon lắm chị, ngon lắm. Em mình thử, em mình thử cái nhỏ nhỏ thôi. Em chưa có ăn nhưng mà nghe mấy người mà chẳng lớn lớn tuổi cỡ mẹ vậy nè cả nhà, nói là hồi xưa có tuổi thơ á thì nói thẳng ra là cái này là cái giá mít nha. Là cái này nó chỉ mà lớn rồi nó sẽ rụng, nó sẽ không tưởng thành, nó sẽ không thành cái trái. Cái này là kêu bằng cái giá mít nha cả nhà. Hồi xưa thì cô chú thường hay ăn cái này chấm ớt nè. Linh ơi nè, bây giờ ông anh của em qua ăn cắp dĩa cá khô qua bữa. Dạ. Nguyễn Giả mời cả nhà ăn giá mít nè. Vô xin bịch nữa thôi, giờ bữa Linh gửi về lại cho sao. Cảm giác như thế nào? Cái này ăn mới ăn vô thì nó chát chát nhưng mà chấm muối nó có cái vị mặn mặn cay cay. Anh nhai hồi cái nó ngọt ngọt. Mình cảm ơn cả nhà. Mình mời chú anh chị trả về tuổi thơ. Em nha. Em ghiền lắm. Tuổi thơ dữ dội. Không mà nó mấy người nhậu mạnh là mình thích mình vô thôi. Tại vì mình thích mình nhậu mạnh, mình đang cái giá mít vô thôi. Là có thể mình uống thêm vài lon nữa được bình thường nha. Sao anh hai em quá vậy? Nếu như anh xem không? Em cũng có gì em nói là em có một lon nữa. Hai. Con giá hai bữa nay là bị ở dưới Vĩnh Châu bắt hai. Rất ngon rồi cả nhà. Chị chưa lịch rồi nè. Đó là chấm muối nè. Mới nghe nè. Quách ớt nè. Nghe ca dữ lắm nè. Với mấy đồ. Đây
chung bảy về rồi. Xong rồi xong rồi nhăn mặt luôn. Chỉ có hơi cay thôi cả nhà chứ nó ngon. Không, nó chát nhưng mà cảm giác là cảm ngon xong mà đổ mồ hôi cay quá trời. Không? Nó cay á. Cay là do muối chồng chị Lâm á. Dạ. Mà không thấy. Anh em kết hợp nhau đó được chị đó. Bỏ viên, xui gián nhau mà. Em đâm em bỏ ở anh đâm muối. Anh em mình là kết hợp nhau. Vậy là hai anh em này. Hai anh em mấy người đọc động tôi. Cay dữ thiệt luôn. Bỏ cay. Cay hơn cái chữ cay nó. Với trong nhà chẳng lên này cái này cay mà có nói cay từ ở trong mà cay ra luôn mình mới nhớ đến nhau à. Nếu mà nó không có gì mà nó ấn tượng làm sao mình nhớ đến nhau đúng không, hai chục chân đây nè là nó nhớ nhau hoài luôn phải không cô Linh? Nhớ trời ơi, về cho nó ha, mấy ngày đầu nhớ lắm chị đúng chứ đàm, về đây chơi mấy ngày đó quen rồi cái tự nhiên một hai ngày đầu nhé, một hai ngày mà mới vừa lên nhớ nha, nhớ lắm hai mà. Chị mà đây anh chị cũng tụi chị cũng nhắc rồi à, lên nhớ là gặp lên về xấu là một làm cảm thấy chắc chắn lắm cả, nhớ tôi nhớ mồi tôi nói cho chính xác. Chơi nhớ mời thấy rằng vợ chồng Quang Linh tới đây thì như nghĩa là chỉ một người khán giả thôi cả nhà, nhưng giống như tình thương bến thương mấy về đây để về thăm gia đình và cũng chơi làm việc với mấy anh em nè. Anh hai tình thương rất là đậm đà luôn nha, đậm sâu rồi. Nguyện nghi ngờ quá, cái này chắc là nhớ mồi của tôi là nhớ tôi mấy chứ ổng à, nhớ điều nhớ cả hai ổng à, riêng về gia đình của ba non mà đều bên hương tám miền tây nè, bên hai tiếng miền tây và bên anh Tân Tèo quê lóc và bên hương cù lao cũng vậy. Linh đã đến rồi thì sau khi Linh về thì cảm thấy nhớ trong cả nhà thì ổng thấy nhớ nhau lắm. Không chứ tôi chỉ về đây là tôi nhớ hai bác Thanh Vũ là bắt năm là cho ngủ ngon ha, Vũ rồi cũng cho ăn ngon ngủ ngon hơn thừa yêu rồi ha, còn con của Vũ ghê quá làm mình mệt không à. Vậy mà hái đúng không, hái không tao có Vũ nhậu dữ quá, con Vũ làm mình mệt không à. Thôi làm bộ về giả bộ giả bộ giả bộ nó xong rồi lên chợ nó nhớ khóc này kia nữa, hay là điện thoại anh chỉnh trời lâu rồi không về, thèm món khô của Linh quá. Nói đại đi không mà khô của Linh ngon mà ngon đến nỗi mà người ta ăn cắp mà không chịu rồi lên tiếng kìa, với khô mình mất kìa, chồng bà Vinh lấy kìa. Chờ nãy giờ không mối đi chị qua bánh chi đầu lại chắc qua giờ qua tới bà mổ xương còn xương mà. Oh,
mai nhớ hôm nào lời chạm nhau ban đầu ai nhớ quê đời còn gì vui hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.